Daddy, what's this? And chow, chow, chow. Daddy, hi, go ahead, get to Daddy. Happy birthday. Happy birthday. Hi. Oh, thank you. I heard it. Yeah. Oh, Daddy opened. And what Daddy say? Hold the get what? Hold the what? You're thinking about that, okay? Hello! Nay là ngày của cha cho mấy đứa nhỏ đi mua đồ cho ông xã, mua cho ba lần đầu tiên. Đây. Oh. Hi, Daddy. What do you think about who get that? I gotta look at everything and then think, okay? Okay. I don't think so. You're gonna know that. Kind of crazy though. Kind of crazy, huh? Yeah. But Ashton, sit down, baby. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống quan. Okay. Hi, Daddy. Who get that one? This one. Who get it? Maybe Yuki. Okay, Nick. Maybe Allison. Yeah. Oh yeah, Nick. May. Yeah. I show you guys a very new daddy. Okay, you guys come get one. I can get what? What? Okay. Oh, get up. You mean like, yeah, get you, the one that I? Yeah, get the one you get. Yeah, that one, Daddy. Oh, yeah. Hi. Nick, may you kiss. I wore extra. Yeah. And Happy birthday, Daddy. Good, funny, yeah, funny. I show you guys. That is it. Làm được 3 món ông xã thích, những món mà người Mỹ ông xã thích, mình thay thành món Việt Nam, cho nên hôm nay làm 3 món ăn của Mỹ cho ông xã, đó là macaroni cheese và bacon xào gao và cá chiên theo kiểu Mỹ. Hôm nay là một ngày của những người cha, rất là vui. Có một ngày vui, các bạn thì sao? Cũng có một ngày vậy phải không? Hello, bye bye.